À, chào người đẹp, anh Thư. Chương trình đã kết thúc rồi mà anh chưa về sao? Tôi muốn ngồi thêm vài phút nữa để những cảm giác đê mê thấm vào tâm hồn tôi trọn vẹn. Tôi sợ. Tôi sợ những cơn gió lạnh ngoài kia sẽ làm cho cảm giác ấy nó dơi đi, anh Thư à. Anh có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Xin cảm ơn anh về những bó hoa mà hàng đêm anh đã tặng cho tôi. Ồ, có gì đâu. Chẳng qua tôi muốn tỏ lòng trân trọng của tôi đối với những cảm giác mà cô đã mang đến cho tôi. Có lẽ ngoài tôi ra không ai hiểu được cái cảm giác ấy tuyệt vời đến mức độ nào. Thật tôi không ngờ những giai điệu dân ca lại cuốn hút anh đến như vậy. Tôi cũng không ngờ cô lại đến bàn của tôi để trò chuyện như đêm nay. Tính hiếu kỳ đã làm cho tôi phá vỡ cái nguyên tắc của mình. Anh có thể cho tôi biết tại sao mỗi đêm anh đến đây rất trễ, nghe một bài hát dân ca của tôi, tặng cho tôi một bó hoa xinh xắn, suốt một thời gian dài như vậy mà anh không hề tỏ ý muốn được làm quen với cô chứ gì? À, phải anh, không? Anh có thể không trả lời nếu như anh không muốn. Có gì đâu mà phải che giấu cô. Lý do một phần là tôi nhút nhát. À, nhưng mà giây phút ban đầu thôi nha. Phần còn lại tôi không muốn mình bị đồng quá bởi những con người luôn muốn bày tỏ lòng hâm mộ của mình kèm theo sự tính toán hơn thua. Chẳng khác như là kẻ bán với người mua, kết quả phải luôn xứng đáng với đồng tiền mà tôi dành cho cô tất cả lòng trân trọng, rất chân thành và công vô lời. Những đóa hoa mà tôi đã tặng cho cô thay lời cảm ơn của một khán giả trung thành. Anh quả là đặc biệt hơn người lần đầu tiên tôi mới thấy. Nhưng nếu tôi chủ động đến nơi này có làm cho anh đổi thay suy nghĩ và cho rằng tôi không còn đáng một hành động nhưng mà ý nghĩ thì khác nhau. Tôi cũng là người biết phân biệt thấp cao. Tôi chưa hiểu hết ý của anh. Đơn giản thôi, cô đến tìm tôi với một mục đích trong sáng là để cảm ơn một khán giả ái mộ. Ngoài ra không còn động cơ thầm kín nào khác. Tư cách của cô càng làm cho tôi trân trọng cô hơn đó, cô anh Thư à. Anh đề cao tôi quá. Nhưng thôi, khuya rồi. À, anh còn về nghỉ ngơi nữa. Xin cảm ơn lòng ái mộ của anh đã dành cho tôi. Ngoài việc hát để kiếm tiền, từ nay tôi còn phải hát sao để không phụ lại tình cảm của một khán giả trung thành luôn cổ vũ cho tiếng hát của tôi. Ghen ghen ghen. Anh Thư ơi, anh Thư. Ủa anh Mến. Đúng là cô rồi. Anh đi đâu vậy? À, nhà tôi bên kia đường kìa. Hồi nãy đứng trên lầu nhìn qua đó, tôi cứ ngờ ngỡ nên lật đật chạy xuống đây nè. Ai về là cô thiệt. Ủa, dì Năm đâu rồi cô? Dì Năm tôi mới đi về rồi. Mệt quá. Ủa, bữa nay cô đi đâu mà lạc tới đây vậy? Em gái tôi nó bỏ đi đâu hơn cả tuần nay. Tôi đi khắp nơi tìm nó mà chưa có gặp. Hèn nào mà mấy đêm rồi không thấy cô hát nữa. Người ta nói với tôi là cô xin phép về quê. Cô đã biết giả nhiều rồi. Mà em gái của cô không biết thương cho chị của mình. Cô ấy tệ quá. Tôi là chị của nó, tôi chịu đựng nó đã đành. Dạo trước nó còn gạt gẫm luôn anh nữa, mà tôi chưa có dịp để xin lỗi anh, nên tôi thôi, ngại quá. Thôi Thư đừng có ngại chuyện đó nữa. Vì ngay lần đầu tôi đã biết ý định của Quyền với dì Năm rồi. Tôi đâu có mắc lừa họ đâu mà cô ngại. Anh biết hả? Vậy tại sao anh cứ im lặng để cho họ làm tiền anh hết lần này tới lần khác vậy? Vì tôi đã yêu Thư. Anh Minh. Thư, không biết từ bao giờ tiếng hát của Thư cứ dịu dặt như ru theo tôi vào trong giấc ngủ. Để rồi có một đêm kia tôi giật mình tỉnh giấc nghe nỗi nhớ niềm thương tràn ngập cả tâm hồn. Tôi khẽ gọi tên Thư và chợt thấy thường, nhất là những đêm không có Thư nơi quán nhạc
tôi nghe thoáng một nỗi buồn vắng lành cô đơn. Chân bước âm thầm con phố bỗng dài hơn, rồi lạc lối đến đầu con hẻm nhỏ. Mùi hoa sứ lân lân nhà em ở đó, tôi đứng một mình nghe cơn gió lạnh qua hồ. Anh Minh, tôi không dám nghĩ mình là thần tượng của anh, nhưng trong mắt tôi, anh là một người ái mộ mà tôi luôn trân trọng. Nhưng anh đừng lầm lẫn đó là tình yêu, vì hai thứ tình cảm đó rất khác xa nhau, không thể nào pha lẫn được anh Minh à. Chính vì nó rất khác xa nhau nên tôi mới khẳng định rằng đó là tình yêu, một tình yêu tinh khiết không hề pha lẫn một chút gì của lòng ái mộ. Anh Minh, anh tìm đến tôi chỉ vì lời ca tiếng hát, tôi đón nhận anh chỉ bằng tình tri kỷ tri âm. Mà tình yêu thì nó đòi hỏi người ta phải thật sự hiểu nhau và tìm gặp nhau trong suy nghĩ. Anh Minh, anh rung động bởi giọng ca ngọt ngào đầm ấm, anh xao xuyến vì những lời của bài hát thấm đượm tình quê. Những tâm tư của người ca sĩ thì trái tim anh chưa cảm nhận bao giờ. Nếu như Thư nói đúng thì Thư vẫn có thể nhờ thời gian để thử thách tình cảm của tôi mà. Vấn đề là ở nơi tôi, vì thứ tình cảm mà anh cần thì tôi không có anh Minh à. Mong anh hiểu cho tôi. À, Thư à, Thư, tôi nghĩ rằng à... Cô Thư! Trời đất ơi, gặp gì năm ba nói cô ở đây, sợ cô đi chỗ khác nên tôi đạp xe muốn thục mạng luôn. Vừa thấy bóng cô tôi mừng muốn chết, may mắn quá trời quá đất. Mai là đạp xe muốn thục mạng mà tới đây còn ào ào tí lia. Ai biểu nhiều chuyện chi rồi ngồi đó thở ai đi. Vậy hả? Đây là anh Minh, khán giả ái mộ tôi và cũng là bạn tôi đó. Vậy hả? Chào anh, tôi xin tự giới thiệu. Ô được, khỏi giới thiệu hả? Đêm nào tôi không thấy anh chờ anh Thư trước cổng rồi đạp xe chở anh Thư về. Sao lúc này chạy khá hôn mà thấy cơ bộ ốm quá vậy? Đóng hụi chết anh ơi, chạy ngày chạy đêm mập sao nổi. Anh Kiệt, anh kiếm tôi gấp có chuyện gì vậy? Quên nữa, lo trả lời cho này hoài nên tôi quên báo cho cô một tin mừng. Tôi đã gặp em của cô rồi. Hả? Vậy hả? Vậy bây giờ em tôi nó ở đâu hả anh? Tôi đâu có biết. Mới nó gặp tức thì bây giờ nó không biết. Anh ăn nói gì mà trớt quớt vậy cha nội? Cái gì mà trớt quớt? Tôi nói tôi gặp Quyền hồi tối hôm qua, còn bây giờ cậu đi đâu, cậu ở đâu làm sao tôi biết được? Tôi hiểu rồi. Anh cho tôi biết đi. Tối hôm qua anh gặp nó phải không? Mà ở chỗ nào? Mà nó đi với ai vậy? Thì mấy đêm mà cô không có đi hát á, tôi mới đạp xe đi vòng qua mấy cái vũ trường và mấy rạp cải lương. Coi chỗ nào đông thì tôi chờ kiếm khách, thì tôi nhìn thấy rõ ràng cô Quyền đi với mấy người lạ quắc. Ngắn gọn thôi ông ơi. Nhưng mà chỗ nào mới được? Đó là vũ trường Kim Ngân. Cả đám đi ra vừa cười vừa nói, rồi leo lên xe nổ giọt liền. Tôi không kịp kêu và cũng không kịp hỏi. Nếu vậy thì ngay buổi tối nay tôi đến Kim Ngân để chờ gặp em Quyền. Anh Thư à, tôi đề nghị như vậy nha. Tối nay cô cứ chờ tôi ở nhà, tôi sẽ đem xe tới chở cô đi. Có đàn ông dù sao á, nó cũng bảo đảm hơn. Bây giờ thì tôi còn phải đi hỏi thăm ít bạn bè. Tôi cảm ơn anh nhiều, tôi không có dám phiền anh đâu. Không sao đâu anh Thư à, lúc này ba tôi có một phụ tá rất đắc lực nên thời gian rảnh của tôi rất là nhiều. Để tôi lấy xe hơi chở Thư đi, không có gì phiền đâu ha. Vậy cô đi với ảnh đi nha, để tôi chạy xe kiếm khách. Anh Kiệt, anh chờ tôi chút mà.
Anh Minh à, anh Kiệt là người đưa đón tôi mỗi ngày. Tôi ngồi xe của ảnh cũng quen rồi. Rồi sẵn có ảnh ở đây đó, để tôi đi xe ảnh cho tiện. Anh Thư à, Thư nên để cho tôi... Tội nghiệp tôi mà anh hai. Mối mang của tôi mà anh cứ dành hoài. Thấy cổ cũng khó khăn, nên tôi lấy giá bèo chứ có ăn mắt đâu mà anh nóng ruột. Thôi mời cô lên xe. Tôi đi nghe anh Minh. Nếu tìm được em Quyền tối nay thì tối mai tôi đi hát lại. Anh có rảnh cứ đến nghe tôi hát nha anh Minh. Thôi chào anh nha. Đi. Chào anh nghe anh hai. Cô Thư mà đi hát lại thì thế nào anh em mình cũng gặp nhau mà. Hẹn ngày tái ngộ nha. Cô ơi. Cô à. Cô. Hồi nãy giờ tôi ngủ quên đó. Cô có thấy ai vô phòng tôi không cô? Dạ không. Ủa? Sao kỳ vậy kìa? Giờ này mà cũng chưa tới nữa. Chào anh Minh. Anh Thư. Nãy giờ tôi trông cô quá trời quá đất đi. Tôi tưởng cô không tới chứ. Tại tôi gặp người quen nên tôi vô trễ vậy mà. Cô là người nhà của ảnh phải không? Dạ. Vậy sáng mai cô đến sớm nha. Để đón ảnh xuất viện đó. Hả? Cái gì mà xuất viện? Nè, cô ơi, tôi còn đau mà tại sao tôi lại xuất viện? Đó là lệnh của bác sĩ mà. Nè, cô ơi, cô nhớ lộn ai rồi đó. Không phải tôi đâu mà. Bác sĩ nói tôi phải nằm nửa tháng nữa mới xuất viện được mà. Cô hỏi kỹ lại đi cô ơi. Cô à, cô. Anh Minh, sao anh sợ xuất viện quá vậy? Hồi nãy tôi có ghé qua bác sĩ Trực hỏi thăm. Họ có nói với tôi là sáng mai anh xuất viện mà. Tôi... Tại vì tôi sợ. Anh sợ gì? Tôi sợ sẽ không còn được cô đến thăm tôi nữa. Anh về nhà rồi tôi đến thăm anh không được hay sao? Anh nói vậy cô sẽ tới nhà thăm tôi thiệt ha? Với một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ được xem tôi như một người bạn. Sao vậy? Một người bạn chân chính, không đợi chờ, không hy vọng ở tôi một thứ tình cảm nào khác nữa. Điều kiện của cô khắc nghiệt quá à. Nhưng vượt qua sự khắc nghiệt đó, anh sẽ có một tình bạn vô cùng trong sáng và thiêng liêng. Mà trong một đời người, muốn tìm được nó còn khó gấp vạn lần hơn là đi tìm một tình yêu đôi lứa đó anh Minh. Phải, cô nói đúng. Nhưng người ta chỉ có thể đi từ tình bạn đến tình yêu, chứ đã có mấy ai kéo lùi một tình yêu trở về tình bạn. Nếu như nắng hạ trôi chang làm cho suối nguồn khô cạn, thì cũng đâu thể nào lôi ngược nước Trường Giang mà trả lại cho nguồn. Có chăng là trời đất dần xoay gây nên những trận mưa buồn, còn tôi đã chót gieo hạt mầm luyến ái, không chờ quá tình yêu chính mộng thì tôi còn biết chờ đợi gì đây. Ở đời có tình yêu đến nhanh chỉ phút giây, nhưng cũng có khi phải giãn dày quá thử thách. Trước mặt chúng ta còn có một hoàng đời, sao không thể tìm nhau trên đường tình lối. Tôi thật sự quý trọng anh. Tôi không muốn anh phí hoài những tháng năm xuân sắc, rồi anh sẽ ân hận, và lúc đó tôi sẽ mất đi một người bạn thân thiết như anh. Vậy tại sao Thư không phủ phàng từ chối? Nếu như Thư quyết tâm xa lánh tôi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà. Vì trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt mà anh vẫn còn biết yêu những giai điệu dân ca tha thiết đậm đà. Và lời hát không lạc loài khi có bàn tri âm. Người ta vỗ tay khi nghe giới thiệu, rồi lại uống rượu vui đùa, chứ đâu cần để ý lời ca. Chỉ có anh ngồi một mình lặng lẽ,
sao Thư không nghĩ rằng tôi yêu thích Thư nên mới yêu thích luôn loại nhạc dân ca mà Thư hay hát? Nếu thật vậy thì nhận xét của tôi về anh đâu có gì thay đổi. So với những cô gái trẻ trung chuyên hát những bài tình ca nóng bỏng thì bản thân tôi đã là một nét dân ca mộc mạc. Anh yêu thích tôi hay yêu thích những bài hát của tôi thì cũng vậy thôi. À, có nghĩa là vị trí của tôi trong lòng Thư mãi mãi không thay đổi phải không? Và tôi rất cần một người bạn như anh. Tốt. Mấy bữa nay thì má tôi không được khỏe, bây giờ tôi phải về. À, sáng mai tôi đến đây đón anh xuất viện. Nhớ nha. Tôi về nha. Chào anh. Em về.